早上新生，早上呆呆，累好吗？我又该休息个。我名叫阿菲诺艾尼，我今年二十岁，我上个月八六十一礼拜，我在做暗十暗工工，我有细兄弟姊妹，三个哥哥，一个姐姐，我爸爸妈妈做干年，我来海燕呢，我名叫芬，我以前有工作几年喺加拿大四年，照顾小朋友，对麦车成绩 OK， 我算你高，我都修都中学毕业，我识修修广东话。我ông sẽ chú yo tan hai ngô ý chú chú yo ngô ông keng cao ngô ông keng mao ngô sẽ chú chú có sung hoa chị chí nghĩ chín tán chú ca lấy cái cháu dối bó bán có chú đồ mây bó tòng ngô sẽ ngay hong kong cho yế ăn hoài ngô sẽ ngon tò tì chín vay ngô chí kế đường mây ngô kiên ông có say xinh xạc ông có say tay tay trải kiến hay hong kong bye bye.